Xin chào tất cả các bạn, thì bây giờ mình đang trên đường đi dự cái PRI show. Xin chào tất cả các bạn, thì bây giờ mình đang trên đường đi dự cái PRI show. Coi như đây là ngày đầu tiên đi, là vlog của ngày đầu tiên. Mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất các bạn. Thì bây giờ là khoảng 12, 11 giờ, 1 giờ rưỡi đêm. Thì sân bay Sơn Nhất hoàn toàn trống vắng các bạn ơi. Đây là ga quốc tế. Mình mới vừa làm thủ tục check in xong hết rồi. Thì mình không có gửi hành lý gì hết. Mình chỉ có cái hành lý xách tay như thế này thôi. Rất là gọn nhẹ. Thì đi có 2 ngày mà, đâu có cần phải hành lý gì cho nặng nhọc. Bây giờ mình đang hướng về cái cổng kiểm tra an ninh xuất nhập cảnh chưa phải là hải quan nha. Cái này là xuất nhập cảnh thôi. Rồi sau khi xuất nhập cảnh xong mình mới qua cái máy soi của bên hải quan. Hai bộ phận khác nhau hết. Thì mình đang tiến về đây thì cái như các bạn thấy thì cái lượng người chờ thì cũng không có đông lắm. Cũng vắng thôi các bạn. Đây là chuyến bay đêm mà. Mình sẽ bay qua Đài Loan. Đây bay qua Đài Loan tới sáng sớm Đài Loan cỡ như 5-6 giờ dễ tới Đài Loan. Rồi mình chờ 1-2 tiếng vậy đó mình cũng quên rồi. Sau đó mình bay tiếp một chuyến bay từ Đài Loan qua thành phố Los Angeles của Mỹ. Thì mình sẽ đáp là lúc 6 giờ sáng vào ngày 12 Tây luôn, coi như là cùng ngày luôn. Coi như bữa nay bây giờ hiện giờ là 11 Tây. Khuya 11 Tây. Chuẩn bị qua sáng sớm 12 Tây. Thì mình sẽ đáp ở thành phố Los Angeles 6 giờ sáng ngày 12 Tây. Thôi, vậy nha các bạn, mình bắt đầu hành trình đây. Với các bạn, mình mới vừa làm xong tất cả các thủ tục xuất nhập cảnh cũng như là hải quan. Thì bây giờ mình chỉ tiến tới phòng chờ và chờ tới giờ là máy bay mà thôi. Thì bây giờ khoảng 1 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi, tầm còn khoảng tiếng đồng hồ nữa. Thì mình mới bắt đầu mới lên máy bay. Mình bay chuyến lúc 1 giờ 55 rạng sáng ngày 12 Tây. Nha các bạn. Thì bây giờ là nửa đêm rồi thì hàng quán nó vẫn còn mở cửa sân bay Tân Sơn Nhất như các bạn thấy. Lượng khách thì không có đông lắm. Nhưng mà nãy mình có hỏi cái chị tiếp viên của hãng thì hỏi máy bay hôm nay có full hay không thì chị nói là máy bay hôm nay full các bạn. Mình đi chuyến máy bay là Airbus 321 là chuyến máy bay nhỏ thôi, bay tới Đài Loan. Rồi từ Đài Loan mình bay vào Mỹ thì mình bay Boeing 777. Thì là máy bay lớn các bạn, máy bay thân rộng. Thì có một số điều chia sẻ đến các bạn như vậy. Thì bây giờ thì mình phải kiếm cái chỗ đó mình ngồi mình làm việc tí, chuẩn bị công việc cho ra ngày mai. Dự án CCM Fast ngày mai thì rất là tấp nập. Mình có một số cái thay đổi nên mình phải chỉnh sửa một số bản vẽ này nọ để cho nó kịp tiến độ. Bây giờ mình bắt đầu lên máy bay nha các bạn. Chuyến đầu tiên là chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Taipei. Bây giờ khoảng là 1 giờ 30 rồi, mọi người lên hết rồi. Mình còn đứng ngoài, thôi giờ mình lên luôn nha các bạn. Chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Taipei thì mình đi máy bay nhỏ các bạn. Đi Airbus 321 thôi. Mấy lần trước mình đi thường thường là đi máy bay lớn các bạn. Chắc lần này ít khách hay sao thì nó cho đi máy bay nhỏ. Máy bay 321. Mọi người cũng đang xếp hàng chuẩn bị lên, mình không phải lên trễ lắm.
còn khoảng 20 phút nữa mới cất cánh. Thưa các bạn, mình mới vừa tới Đài Loan, mình đang đi xe buýt đi vào nhà ga các bạn. Lần đầu tiên mình được đi xe buýt vào nhà ga ở Đài Loan. Thì trước giờ mình chỉ đi xe buýt ở Việt Nam thôi, thì nó cũng vậy thôi chứ không gì đặc biệt. Chắc là mấy cái họng này nọ nó bị bận hết rồi, mấy cái họng mà vô nhà ga trực tiếp á bận hết rồi, nên bây giờ phải đi xe buýt. Bây giờ là khoảng 5 giờ sáng giờ Việt Nam, khoảng 6 giờ giờ Đài Loan. Chuyến bay đã đúng hẹn, không trễ không sớm. Các bạn, đây là sân bay Đài Loan. Hiện giờ khoảng 8 giờ sáng rồi các bạn. Chuyến bay kế tiếp của mình đó là phải tầm 11 giờ mình mới bay tiếp qua thành phố Los Angeles của Mỹ. Thì bây giờ mình còn 3 tiếng đồng hồ không biết làm gì, mình đang đi vòng vòng để mình tham quan. Thì sân bay Đài Loan thì thực sự nó chỉ là tươm tất và sạch sẽ thôi. Nói về độ bóng bẩy và đẹp đẽ thì chắc chắn không thể nào bằng được mấy cái sân bay ví dụ như Changi hoặc là sân bay Incheon gì của Hàn Quốc cả. Nhưng mà nó cực kỳ sạch sẽ các bạn, cực kỳ chuẩn mực. Sân bay Đài Loan rất chuẩn mực. Cũng phải là cái sự chuẩn mực của Đài Loan nó cũng gần giống như là sự chuẩn mực của Mỹ các bạn. Giống như Mỹ, Đài Loan với Mỹ mình thấy giống nhau lắm. Mọi thứ từ biển biểu cho tới cách bố trí cũng như logic này nọ, mình thấy nó Đài Loan với Mỹ khá giống nhau. Ngoại trừ khác nhau về mặt ngôn ngữ thôi. Nhưng mà mình thấy hai nước này có nhiều cái điểm tương đồng. Mình đang đi vòng vòng tham quan thử có như thế nào. Cũng khá là vắng vẻ các bạn. Sáng nay cũng không có nhiều chuyến bay ở cái nhà ga, ở cái terminal này. Đây là bên ngoài thành phố Đài Loan. Thành phố Taipei chứ mình nói lộn. Thành phố Taipei, thủ đô của Đài Loan. Taipei còn gọi là Đài Bắc. Đài Bắc là lâu đài phương Bắc hay sao đây. Nên đi tiếp tục tham quan sân bay của Đài Loan các bạn. Thì khu này bán toàn đồ hiệu không? Omega, Burberry này nọ. Ở đằng sau lưng mình có Gucci nữa, Coach này nọ. Mình ít khi nào shopping mấy cái này lắm, nhìn vậy thôi chứ không bao giờ mua đó. Hồi nãy có nghĩa qua coi cái GoPro 8 ở Đài Loan bán nhiều. Thì chỗ hồi nãy nó bán tới 500 sáu mấy đô là quá mắc, trong khi bên Mỹ bán có 400 đô. Thì để mình lên trên đây không biết còn cái shop nào không, để mình coi thử coi nó còn bán GoPro nữa không, coi cái giá. Giả sử như mà nó cao hơn bên Mỹ cũng được, nhưng mà đừng cao hơn nhiều giống vậy, cao hơn hay 30 đô là nọ mình vẫn mua. Nhưng mà nãy cao hơn tới 150 đô là thôi bó tay, không có thể phí tiền như vậy được. Khúc này thì rất là đông đúc, bây giờ là khoảng 8 mấy rồi các bạn, mình chờ từ nãy giờ cũng được 2 tiếng rồi. Bây giờ thì đi vòng vòng coi, ở đây có cái power port nữa đây.
chuyên bán đồ điện tử, để ghé vô coi GoPro có bao nhiêu tiền. Khoái lắm, khoái GoPro 8 lắm các bạn. Nói thiệt cái chứ mình thấy mấy camera action thì không có thằng nào bằng GoPro cả. GoPro là đỉnh của đỉnh. Đây, như các bạn thấy đây có GoPro 8 nằm đây. Mình mua là mua cái bundle luôn. Thôi để mình hỏi giá coi nhiêu. Mình chuẩn bị lên máy bay qua thành phố Los nè các bạn. Chuyến bay dài khoảng 12 tiếng đồng hồ xuyên Thái Bình Dương. Thì chiếc bay này là chiếc Boeing 777 của hãng EVA Airlines. Thì Việt Nam mình cũng có mấy chiếc này nè, mà không biết cấu hình có bằng cái chiếc của EVA hay không thì mình không rõ. Nhưng mà nó là 777 chứ nó không phải 787 đâu, chiếc này cũ rồi. Thôi mình cũng lên đây. Không biết đi bên nào ta, mình đâu phải hạng thương gia mà đi bên này. Chuyến bay ngày hôm nay cũng có nghĩ là vắng, có thể là vắng, mình đoán như vậy tại vì lượng khách mình thấy ít lắm, không có nhộn nhịp như mấy lần trước. Hy vọng nó vắng, cái bên mình nó cũng vắng, bởi vậy mình coi như mình được hai ghế. Thank you. Chìa khóa nằm dưới cái lư hương nha. Mấy bạn nhớ cái chìa khóa nằm dưới lư hương. Cái sàn này nó cũng hay lắm các bạn. Ở Việt Nam mình thấy ít người xài cái loại sàn này. Cái sàn này gọi là sàn vinin nè. Mình thấy bên Mỹ xài rất nhiều, gần như trường học này nọ, thậm chí gara người ta cũng xài cái loại chất liệu sàn vinin như thế này. Tại đi rất là êm các bạn, nó không có tiếng lớn và thậm nó mềm lắm, nó còn có lớp đệm mềm, rớt đồ nọ nó cũng rất là mềm mại. Nên mà Việt Nam mình lại ít xài, thấy Việt Nam mình lót gạch thôi và thảm này nọ thôi. Kiểu này là máy bay vắng rồi. Rồi, mình đã an toàn trên máy bay rồi các bạn. Ngồi ghế thương gia nên cũng khá là rộng. Rồi thấy leg room rất là rộng. Mình cao 1m7 nhưng mà ngồi rất là thoải mái. Không vấn đề khó khăn, hy vọng là hai ghế kế bên của mình là sẽ không có ai ngồi. Nên mình sẽ đúng nghĩa là ghế thương gia luôn. Lúc đó mình sẽ dỡ cái tay này lên hết. Mình sẽ nằm. Nằm luôn chứ không có ngồi nữa. Nhưng mà hy vọng là vậy thôi. Không biết là họ có ai vô ngồi không. Họ có má nào vô ngồi ghét chết liền. Mình đang rộng mà. Về nội thất của chiếc máy bay thì mình thấy rất mới các bạn. Nếu mà so sánh với Vietnam Airlines thì trời một giật. Máy bay này cũ rồi nhưng mà người ta biết cách giữ. Giống như các bạn mua xe vậy đó, nếu mấy bạn biết cách rửa xe, biết cách detail xe tốt á thì xe nó hoàn toàn mới, nó sẽ rất là mới, sau 5 10 năm nó vẫn mới. Tương tự chiếc máy bay giống vậy, người ta biết cách giữ, người ta biết cách vệ sinh nên cái đồ nhựa này nọ nó còn rất là mới các bạn. Mọi thứ còn rất sạch sẽ, kể cả nệm, kể cả tất cả đồ nhựa đây còn rất là mới. Chọn mình đi Vietnam Airlines mình thấy là nó xuống sắc nghiêm trọng lắm. Thậm chí các bạn đi ghế thương gia của Vietnam Airlines nó cực kỳ dơ luôn. Có mấy lần mình đi rồi nó dơ gần như là người ta không biết cách giữ gìn vậy đó, người ta không có một cái làm mà không có tâm, nó giống vậy á. Còn hãng máy bay người ta luôn, mới mẻ sạch sẽ đàng hoàng, mọi thứ đều rất là tươm tất. Đây là dàn máy bay thân rộng,
thân rộng có nghĩa là nó sẽ tới 3 hàng ghế là cái quầy, thay vì 2 hàng ghế như những chiếc quầy thường. Thì 3 hàng ghế, thì nếu mà hàng ghế này thì có 3 hàng, có 3 hàng ghế, hàng bìa với hàng, 2 hàng bìa là 3 ghế, 1, 2, 3, hàng giữa là có được 3 ghế luôn. Có một số trên máy bay bự hơn như 747 bự hơn là hàng giữa tới 4 ghế là các bạn. Còn chiếc này thì chỉ có được 3 ghế thôi. Hồi trước mình đi chiếc 747 là hàng giữa tới 4 ghế là. Màn hình giải trí thì cái này mình đã xài rồi. Mình lần trước mình đi mình đã xài cái loại màn hình này rất là bài bản các bạn. Có cọc sạc USB nằm ở đây. Bấm rất là nhạy. Màn hình rất là rõ các bạn. Họ nó sẽ cho mình cái tai nghe nữa thì mình có thể nghe. Mà nhiều lúc mình cũng thắc mắc lý do mắc cái giống gì mà đi máy bay mà mắc gì mà cứ xài cái tai nghe hay lỗ làm chi. Cả thế giới thì đâu ai xài cái này đâu. Nhưng mà trên máy bay nó vẫn còn. Ở đây nó có một khe để cà thẻ nè. Ví dụ các bạn xài một cái dịch vụ gì đó mà liên quan đến tính tiền á, các bạn cà thẻ ở đây luôn. Nhưng mà hình như không còn nữa. Cà thẻ là cho hồi trước đó, khi mà các bạn muốn thực hiện cuộc gọi mà trên máy bay luôn á, nó cho phép luôn thì mình cà thẻ. Nhưng mà bây giờ chắc không ai xài nữa. Lần trước mình đi mình thấy không có cái dịch vụ đó nữa. Không biết lần này có gì khác hay không, mình chưa coi. Khách đã lên đầy hết rồi. Hy vọng không có ai ngồi kế mình để mình thụ hưởng được hai cái ghế này. Thôi vậy nha các bạn. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi các bạn. Quả thật mình may mắn. Mình không có tiền mua ghế thương gia. Nhưng mà mình có tiền mua đủ 3 ghế kế bên mình. Bởi vậy giờ mình có tới 3 ghế trống để ngồi trong suốt chuyến đi. Quá tuyệt vời. Thì nói sơ về cái hãng máy bay EVA cũng như những cái hãng máy bay tân tiến hiện thời thì người ta không có bắt mình phải tắt điện thoại nữa các bạn. Gần như người ta sẽ không kiểm tra luôn. Người ta chỉ lên thông báo là máy bay chuẩn bị bay cất cánh rồi, quy tắc quý khách hãy chuyển sang chế độ máy bay. Chứ người ta không bắt mình phải tắt và người ta cũng không đi kiểm tra, người ta không nói năng gì hết. Tất cả là tự giác hết. Người ta không hề kiểm tra này thôi các bạn. Kể cả dây an toàn này nọ luôn, người ta cũng không hề kiểm tra. Cái đó cũng là cái sự khác biệt giữa mình với Vietnam Airlines. Vietnam Airlines thì gần như người ta đi xăm soi, người ta bắt từng ly từng tí. Thì cái gì nó cũng là có cái tốt và có cái hại của nó, chứ mình không có nói gì cả. Nhưng mà đây cũng là một cái mà mình cũng đáng học, nên học tập. Cái này cũng là cái nên học tập. Người ta tạo ra một không khí rất là dễ chịu cho cái chuyến đi. Mọi người trở nên một cách tự giác, giống như giờ mình ra ngoài đường mà không đội nón bảo hiểm là tự nhiên mình thấy kỳ. Lên máy bay mà không gài dây an toàn cũng thấy kỳ. Vậy nha các bạn. Máy bay chuẩn bị bắt đầu lăn bánh đi ra đường băng và cất cánh.
đây, đã tìm ra được hướng dẫn rồi. Hướng dẫn đây, cách nối wifi như thế nào, rồi mình làm thử coi. Mình sẽ vào cái trang web này, evawifi.com. Cái server của thằng wifi này, rồi bấm chữ get online để coi giá cả bao nhiêu. Mình phải trả tiền nha các bạn, chúng ta miễn phí nha. Sao load lâu như vậy? View tiếp luôn cái máy bay này nha các bạn. Thì máy bay rất là đặc biệt, nó có ổ cắm sạc luôn nha, có ổ cắm sạc luôn. Mình có thể cắm sạc điện thoại laptop mình luôn này các bạn. Mình đang sạc cục pin GoPro, điện thoại mình nằm ở đây. Quá tuyệt vời, đi máy bay này quá tiện dụng các bạn, có ổ cắm sạc đàng hoàng. Bay được khoảng 9 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là tới nơi các bạn. Đây là bên ngoài thì trời tối như mực. Chưa có sáng, mà chắc khi đáp thì nó sẽ sáng. Đây mình bấm vô coi mình đang ở đâu. Rồi đó. Nhưng mà trời vẫn còn rất tối, bây giờ khoảng 6 giờ sáng thôi. Giờ mặt
Bây giờ mình đang bước ra khỏi cái máy bay, chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh Mỹ các bạn. Thì thủ tục nhập cảnh Mỹ nó cũng đơn giản thôi, không gì đặc biệt. Nếu bạn có visa thì gần như 99% bạn sẽ được nhập cảnh, nhưng mà vẫn có 1% là những người mà đã có visa rồi vẫn bị từ chối nhập cảnh nha các bạn, chứ không phải là ai có visa là sẽ được đi đâu. Mình đã thấy rất nhiều người rồi, cứ mỗi lần mình đi là có 1 đến 2 người là bị từ chối nhập cảnh, kể cả những học sinh á. Những học sinh người ta đi về thăm gia đình rồi người ta quay trở lại để học tập tiếp á, cũng bị từ chối nhập cảnh, và mình đã thấy được 1-2 lần rồi. Nên cái chuyện nhập cảnh ở đây là hoàn toàn là quyết định của cái người công an biên giới. Nên cái chuyện mà có visa chưa chắc sẽ được vô nước Mỹ nha. Khu vực nhà ga này mình thấy mới hoàn toàn, hình như là mới xây dựng lại hay sao á, đẹp hơn trước khá. Có những cái trang trí trên trần như các bạn thấy, giống như là cái đàn piano, có nhiều cái dây sọc ngang cái dây đàn á, thấy cũng hay. Chứ mấy lần trước mình đi thì nó xấu xí lắm, chứ nó không được như vậy đâu. Đây là cũng có sự cải tiến rồi. Sân bay của Mỹ thì nó cũng giống như là bên Đài Loan, là không có đẹp nhưng mà rất là tươm tất các bạn, rất là rõ ràng và tươm tất. Đây mình đang đi về US Customs and Border Protection đó. Cái đó là cơ quan xuất nhập cảnh cũng như hải quan của Mỹ. Quá đông các bạn. Chưa bao giờ mình thấy mà cái khu mà nhập cảnh Mỹ nó đông như thế này. Mấy lần trước cũng khá đông nhưng lần này cực kỳ đông. Mỹ bây giờ nó sử dụng máy vi tính nhiều lắm các bạn, như bạn thấy có thể nhập cảnh bằng máy vi tính. Mình không biết, chắc tùy loại visa mới được nhập cảnh máy vi tính, tùy loại passport này nọ. Chứ mình không nghĩ là passport Việt Nam sẽ được nhập cảnh máy vi tính đâu. Passport Việt Nam chắc chắn là phải qua công an hết, phải qua người thật thật hết, chứ không có nhập cảnh máy vi tính được. Cuối cùng cũng làm xong thủ tục các bạn ơi, hết 3 tiếng đồng hồ, kinh khủng đây. Sân bay LAX, thành phố Los Angeles của Mỹ, phải là nó đẳng cấp về cái sự đông luôn, cực kỳ đông người, mà thủ tục thì làm cực kỳ chậm. Cuối cùng là tốn hết gần 3 tiếng để đi qua an ninh nhập cảnh cũng như là hải quan. Nó còn thắc mắc nữa chứ, mình nói mình đi ca show chỉ có 3 ngày thôi, mình không chịu tin. Nó này nói dốc, không có nào đi Mỹ 3 ngày hết á, bắt mình phải đi qua giải trình gì tùm lum la, cuối cùng mới ra ngoài được, quá mệt mỏi. Thôi bây giờ mình sẽ đi nhận xe thuê, mình có thuê một chiếc xe. Bây giờ mình ra để mình contact với cái thằng cho thuê xe để coi nó để xe ở đâu để mình chạy lại mình lấy xe ha. Vậy nha các bạn, chiếc xe mình thuê là đây, chiếc này nè chị các bạn. Đây chiếc Fiat Spider 2124. Đây chiếc xe. Đáng lẽ mình dự định là tới nơi này là khoảng 8 mấy sáng, nhưng bây giờ gần 10 giờ rồi mới tới nơi. Kẹt xe ở trong sân bay dữ quá. Đó, mình đi một vòng xe cho các bạn coi sơ, rồi mình sẽ review sau nha các bạn. Mình sẽ có video clip review chiếc xe này. Giờ mình coi sơ cái để coi có hư hỏng gì không. Oh, bô là bô lớn luôn. Đó. Rồi mình review sau cái vụ đó. Thôi mọi chuyện tốt rồi, thôi mình chốt cái vlog này tại đây. Mình sẽ làm cái vlog kế tiếp sau nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.